Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Tuần World Mario 2 tiếp. Rồi, mình biết mấy cái tập trước mà mình chơi mình không có đánh Buster, một số bạn xem thấy chán, thậm chí một số bạn bực mình bấm dislike luôn. Rồi thì ok, hôm nay mình đánh một trận Custom Buster trước khi mình vô chiến dịch ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ trước đến giờ. Nói chung là không sao cả, mình thì luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta nhập trận nào. Thì cái trận Custom Battle này mình sẽ set cho nó củ chuối tí ha. Đó là cái phe tấn công thì chuyên đi phòng thủ, mà cái phe đi phòng thủ thì chuyên tấn công. Thì sẽ nằm ở phe tấn công. Cụ thể là bây giờ mình vào quân Anh thì mình về cơ bản cái lực của mình nó chuyên tấn công, nhưng mà mình sẽ phòng thủ. Trên là chiến lược thì không đáng kể, nhưng mà đây là trận 1 cân 2 nha các bạn. Tức là mình sẽ phải đối phó với một cái lực lượng khá là đông đảo đó. 20 đánh 40 nha các bạn. Khá là nặng. Khẩu pháo thì chẳng qua là để ép đối phương nó phải tấn công mình trước thôi. Chứ không nó lại không chịu xông lên nữa thì chết mình. Và để tránh mình thắng giờ hết giờ thì mình sẽ cố gắng ha. Rồi đây. Ok, mình sẽ cố gắng là chơi, mình chơi theo cái kiểu này là không bao giờ hết thời gian luôn. Rồi, ok, mình có hàng phòng ngự rồi, có điều là cái đám này của mình thì không biết có so được với lại mấy ông cầm giáo dài của Scotland hay không thôi. Rồi đây, mình có đúng một khẩu pháo này thôi, tại thời điểm này cũng không thể nào có nhiều pháo được. Rồi đây, kỵ binh cho nó nằm đây đi rồi mình tính. Rồi, ok. Chúng ta nhập trận được rồi. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta pháo thì pháo tất nhiên là vô góc rồi, cái đó không nói nhiều. Còn khẩu pháo thì tương đối là dễ điều khiển. Rồi đây, cho nó bắn tên lửa luôn. Rồi, ok, vậy là được. À, nhưng mà nếu như vậy thì khẩu pháo nó nằm xa quá thì không ổn. Đây, cho khẩu pháo lên một tí. Rồi còn lại là cái đám này, cho nó dàn trận, nó phòng thủ. Nói chung là mình lui về một góc thì nó có một cái lợi nữa là gì các bạn biết không? Đó là hai cái cánh quân của nó sẽ không bao giờ nó hiệp đồng tác chiến được. Rồi tất cả cùng di chuyển. Bây giờ kỵ binh của mình sẽ đi đánh móc sườn các bạn. Tất nhiên là mình sẽ không thể nào chạy theo cái hướng này được, mình bố trí hơi sai. Mình phải đi theo cái hướng này để mình bọc lại. Và đồng thời là mình phải né cái bãi mình tính đi dọc đường này mà tại chỗ này nó hẹp quá, tính lại rồi, đi chỗ này nguy hiểm. Như là mình đi dễ gặp tụi này lắm, mình phải đi móc là vô ngay giữa tụi nó. Rồi, kỵ binh chạy đi, đây là quân hiệp sĩ dòng đền nha các bạn, còn đây là tướng của mình. Nói vô là trên là chiến lược không đáng kể, là tại vì cái năng lực của hai bên khác nhau. Quân của mình là lực lượng tinh nhuệ nhất của nước Anh. Thằng này thì là lính đời 2 của lâu đài thôi, nhưng mà những thằng này nè, nên mấy thằng này là những cái thằng cung thủ và đặc biệt nhất. Thằng này Yeoman này nó là cung thủ địa chủ, còn thằng này là cung thủ mà dạng thường trực luôn á, quân chính quy á. Anh này hiệp sĩ dòng đời thì mạnh hơn đó, là thằng này thì nó là cái thằng trung sĩ mà nó được trang bị giáp dày, nói chung là nó khá là mạnh á. Về phần quân Scotland thì nói chung là đa phần sẽ là quân bình thường ha. Đó. Nhưng mà đây là quân, đây là cái cánh quân mà gọi là quân thành thị, còn cái này là cánh quân lâu đài của phe Scotland. Tất nhiên là để móc được quân này thì cũng không dễ đâu. Mình có thể chịu được một đội tấn công, nhưng mà đội tấn công thứ hai chưa chắc mình chịu nổi. Thì đây nói chung là đánh trận nó phải thử thách tí, chứ mình đánh ra AI nó ngu, mình chơi chứ mình nó ngang hàng mình thắng có gì đâu hay, đúng không các bạn? Rồi ok, phe cung thủ đứng, nhà lực lượng cung thủ mình đứng vậy nó cũng không ổn lắm, tại vì nó đứng hơi xa các bạn, đứng sát sát vô một tí, tận dụng cái tầm bắn để tránh cái tụi kia, lính kia của mình nó bị bắn mà cái tụi này nó không bắn lại được. Rồi đây, khẩu pháo thì để đúng chỗ rồi không nói, tiến lên miếng lên, chủ yếu là để mình tấn công nó từ xa và hy vọng là bắn trúng tướng nó. Kỵ binh của nó thì tất nhiên là không dám lên ẩu rồi, tại cái bãi này của mình nằm ngay đây mà nó lên ẩu là nó chết liền. Rồi đây, kỵ binh của mình nói chung là nó để một cái khoảng hở khá là dở nè, mình sẽ tận dụng cái khoảng hở này của nó. Rồi ok, nói chung là chiến thuật của mình thì trước giờ vẫn là trên đe dưới búa thôi, chứ không chả có gì đặc biệt. Nhưng mà nói chung là áp dụng cho tùy trường hợp để mà làm sao để thắng được mới là vấn đề. Còn tất nhiên mình không đặt cái mục tiêu như là tài là thắng với cái sát thương, cái tổn thất tối thiểu nha, cái đó thì mình làm không được, mình không đủ trình đánh trận kiểu đó.
Như các bạn muốn coi những trận đánh hay thì mời qua kênh của anh Dương Cái Phiêu. Còn muốn coi mà dạng như chiến thuật mà ngoại giao đỉnh cao, hay là cái vụ mà quản lý dân sự, hay là cũng giống như là cái đồ á, thì mời các bạn đến với kênh của anh Tài. Còn nếu mà là kênh của mình thì mình chỉ là quăng văng thôi các bạn. Mình kiểu có Tiêu Hà, chỉ biết quản lý thôi chứ chả biết làm gì. Đánh trận thì không có giỏi, đặc biệt là đánh lớn đánh nhỏ thì còn biết đánh, nhưng mà đánh lớn là thua. Ở đây kỵ binh dòng ở sau lưng nó, cái thằng kia nó đâu có dám chạy đâu, tại nó biết còn xa. Chà, thằng này nó cũng khôn, nó không dám, nó không nhào vô liền, nó cũng đứng ngoài tầm bắn của pháo mình. Các bạn bản này thì nó chưa có cái dòng pháo nào, cũng chả biết pháo mình nhắm tới đâu. Rồi ok, nó vô cùng lúc gì cũng tốt. Rồi vậy mình né qua đây một chút đề phòng các bạn, mình né xa ra tí. Vậy là nó quyết định tấn công đồng loạt chứ nó không có tấn công riêng mình đâu. Vậy là tính ra nó cũng khôn, tại nó đánh lẻ vậy thì mình đủ sức mình phòng thủ, còn khi nó đánh đồng loạt là mình chỉ khả năng chịu trận mình hơi kém, chưa kể là nó có mấy thằng giáo giả đi từ từ là nó đâm cũng được. Còn mình là giáo của mình là giáo có khiên để mà chủ yếu chống kỵ nữa, chống tên rồi luôn. Nói chung là khả năng phòng thủ của mình kéo phòng thủ của nó, còn nó thì khả năng phòng thủ nó cao hơn phòng thủ của mình. Nó đánh là chuyên thế thủ, mình thì chuyên thế công, mình có cung thủ nữa. Đánh kiểu người Anh á là phải vừa bắn vừa tiến lên, chứ không phải là đánh thủ kiểu này là thủ kiểu Pháp. Nhưng mà con điều là mình thì không quen cái kiểu tấn công của người Anh các bạn, cho nên đó là thôi để mình chơi kiểu đúng kiểu của mình đi. Rồi đây nó vô tới rồi đấy, tại không có giới hạn về thời gian nên nó đánh thì sẽ về kiểu này dễ hơn. Về cơ bản thì mình có thể nhào liều mạng, nhào với bắt tướng nó cũng được, nhưng mà mình rất cần kỵ binh của mình còn sống để làm những cái việc khác. Rồi đây bắn được rồi, tại nãy nó ở xa mình cũng ngại bắn các bạn, mình sợ là dạng như nó bắn không trúng cũng đạn lắm, mặc dù đạn mình nhiều. Rồi đây nó cánh này nó tới xa nhưng nó xung phong trước à, vậy thì nó mau mệt thôi. Lính của nó cũng toàn là mấy anh Scotland chính gốc, không toàn mấy cái thanh niên mặc váy này nè. Rồi đây, rồi nhào vô, cái này thì chỉ có chống ngựa đi, không chống được cái gì khác. Bắt đầu bắn tên lửa ra để trận này đánh ban đêm mà tên lửa nó bay ra đẹp lắm, nhưng mà tại mình muốn đánh ban ngày nhìn đường cho nó rõ đó mà. Trái bắn trái đã luôn. Rồi ok, đạn bay chả biết trúng ai, nhưng mà thôi kệ trúng ai cũng được. Mấy ông này ít giáp mình đã trúng tên lửa vậy chết. Trúng tên lửa của mình là tên lửa xịn đấy, rồi phải tên lửa thường đâu. Rồi giờ mình nhắm một tướng nó mình nã nó cũng coi như thành công rồi. Nó bắn lại mình cũng khá đau, tại mình đang đứng chụm lại chứ không phải đứng tách ra, tại mình không có đủ quân để làm tường. Rồi này thì láo à, nó không đánh kỵ binh của mình thì nó cũng hơi dở. Rồi bắt đầu nó xung phong rồi đấy, nhưng mà đường quân của mình thì khả năng thủ cao, nó hút cho cái đám này của mình thì khác gì nó chịu trận đâu. Te tua tướng nó, tưởng tướng nó không xung phong là tướng nó thoát nạn các bạn, nào ngờ dính phải mấy quả đạn này là cũng thấy mấy cục trời rồi. Mình còn thực hiện bắn chéo được cơ mà, lính cung của mình cũng giáp cũng nhiều đâu có sợ nó. Nó đánh như phòng tuyến của mình là nó dở rồi. Đây có thể mấy thằng cầm rìu nó đánh thì tôi tới đau mà giáp mình dậy đó, mình bắn chéo qua là mấy thằng cầm rìu này của nó không chết mà quấy mà mày đặt. Rồi đây nhắm cái thằng ở ngoài vòng ngoài nè. Rồi chết chưa. Ồ, cung thủ mình bắn xa chuẩn dữ, đúng là cung thủ chuẩn Anh các bạn. Đấy, tướng nó vì ăn tên gắn qua tướng nó giáp dày, cung mình bắn giá trị thôi. Đây tướng nó chưa chết, cái tướng nó mà chết là nó chạy hết rồi. Nó bắn trả lại cũng tương đối đau đấy, nhưng mà tại giáp mình dày, nó cũng là giáp lưới thôi chứ chưa được giáp phẳng các bạn.
Vậy mình bắn nãy giờ chưa chết tướng nữa, lì tiệm. Ồ, nó liều mạng, nó xung phong tiếp. Ồ, liều mạng, liều mạng. Ồ, hay 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 hay. Này thì liều mạng này. Cũng chết mấy thằng lính của mình, nó chơi đùa đâu. Nhưng mà nó chết tướng mới quan trọng. Đây rồi. Tướng mình chưa chết thì không sao. Đây, dàn quân ở đây. Nó vượt qua mấy cây gỗ nhọn này của mình là kỵ binh nó dễ chết lắm, chỉ có bộ binh của nó qua được thôi. Tên của mình còn nhiều. Nên là lính của mình thì cơ bản nhớ là giáp lưới nha các bạn, chưa được giáp phẳng. Tất cả là giáp lưới hết. Lính này của mình thì cũng là giáp lưới thôi, chưa được giáp phẳng. Nhưng mà giáp lưới xịn, giáp lưới hạng nặng chứ không phải là giáp lưới nhẹ các bạn. Rồi đây. Mình chả chấp mấy cái thằng tàn binh này, mình không thèm giết. Nhưng mà riêng cái đám này phải xử nè. Nói chung là kỵ binh thì thôi chạy cho nó chạy đi, kỵ binh nó kỳ hạng nhẹ, mình chạy không lại kỵ binh hạng nặng. Nó mất tướng rồi, nó dở rồi. Có điều mấy cái thằng cầm cây nhọn nhọn này lên là hơi nguy hiểm nè. Rồi, ok, chuyện nhỏ thôi bà. Muốn xung phong chỗ nào cũng được. Đây nè, nó đang tụ đông đông, nã vô đây này. À, bắt đầu nó bắn trúng pháo được của mình rồi. Nhưng mà pháo đó thì không thành vấn đề. Đây, ông tướng dí cái đám này để cho ổng đi xa xa tí, đảm bảo ổng không chết. Đây, đội này đánh thằng này, đó nó chạy ra là mình bắt luôn, không cho nó quay lại. Chỉ sợ nó đánh nó lui ra sao nó quay lại thôi, chứ còn không chả sợ gì. Chà, mấy cái thằng cầm cái cây nhọn nhọn này đi mà không sao, nó không có khiên các bạn. Nó vậy thôi chứ nó dễ chết lắm, nó đánh mình thì mình không lại, nhưng mà ví dụ như nó trúng tên nó dễ chết lắm. Thêm pháo nữa, mình bắn vậy nó sợ. Nên là nó đang tụ tụ ở đây, pháo mình nã vô đây thôi là thấy mấy con trời liền. Rồi xong. Cái đám này là cái gì đây? Rồi ok, cái đám kỵ binh này bài đặt chơi với hiệp sĩ dòng đền của mình thì làm sao chơi lại. Tính dí kỵ binh của mình các bạn. Rồi dí dí, vô. Đây, nhào vô. Đây, được, nó đánh tiếp cho anh. Đây, chơi tiếp. Mấy thằng này làm chỉ có đi bảo vệ đồng buôn thì được, chứ làm sao đánh được với hiệp sĩ. Kỵ binh đó là kỵ binh hạng trung, kỵ binh hạng nặng là nó đâu có chém được ngựa mình, nhưng mà mình chém ngựa nó như chém như con. Đây, nó đục được phòng tuyến của mình rồi đó chứ không phải không, nhưng mà vẫn không đủ sức để chơi. Cung thủ của mình cũng đánh cận chiến được mà thằng chưa thèm đánh nữa. Mặc áo vải mà đụng tên lửa là chết. Chỉ có mặc áo giáp thì quả mai. Tất nhiên nó cũng có giáp một phần ở dưới, không phải không có đâu. Xung phong hả? Xung phong rồi là cũng chết cháy nha chú em. Không có tuổi đâu, chưa đủ tuổi, chưa đủ tầm. Cứ giữ phòng tuyến cho anh, không cần phải đánh. Rồi, nó tan tác rồi các bạn. Mình không thèm vượt qua cái bãi gỗ nhọn của mình. Đây. Đây, nguyên đám lùa thằng này cho anh. Thằng này lùa đội quân này đúng rồi. Nào chạy ra ta lùa tiếp. Nguyên đám ngựa nó dướng ở đây nè, biết lắm mà. Chiêu này ngoài quân Anh ra quân Thổ cũng biết làm nha. Rồi đây. Kẹp nó lại. Cái thằng nhà vô nó đánh đến cung của mình. Rồi đây. Tới lúc di chuyển được rồi. Pháo thì cứ nhắm thẳng vô cái chỗ này, nó tụ đông đông mà nã. Nào chạy ra mình xử. Rồi bốn con ngựa ở đâu? Tướng mình chưa chết thì quân mình chưa chạy. Đây. Lùa cái đám này.
hết. Nhưng mà cung thủ của mình phải nói là chịu trận quá giỏi luôn. Tên chưa hết nữa mà, cứ anh bắn đi. Nó chạy rồi. Đấy, cứ thế mà chơi. Nhấp nháy hết rồi. Đây, nhà nó đánh chỗ này. Cuối cùng cũng thắng rồi các bạn. Rồi xong. Nó quân của nó gấp đôi quân của mình nha các bạn thấy không? Đó, nó gấp đôi quân của mình. Mình chết có 467 lính thôi, nhưng mà con điều là mình giết được tới 1164 lính của nó. Tức là nó mất khoảng 50% lực lượng của nó. Đồng thời là mình bắt thêm được 500 năm tù binh, có nghĩa là nó thiệt hại đâu là cũng phải 2/3 lực lượng. Trong khi đó thì mình mất chỉ có chưa tới phân nửa lực lượng, chừng 40% thôi. Chưa tới 40 nữa, mà thôi cho 40 đi. Chứng tỏ là trận này mình lời là nó mất 66% quân số, mình mất có 40% quân số thôi. Đấy, nói chung là đánh trận thì mình chỉ biết đánh kiểu thủ gốc này thôi, hoặc là thủ thành, chứ đánh thế công thì mình không có biết, mình mong các bạn thông cảm. Nó giết được của mình cũng khá nhiều, thậm chí là bắt được 7 tù binh đó, nhưng mà tại nó thua nên nó phải thả tù binh. Rồi, ok, chúng ta làm được một trận khá là hấp dẫn rồi đấy chứ. Nhưng mà nhiêu đó không là chưa đủ, giờ qua tới phần này, đánh thắng một trận thì chưa đủ ý nghĩa các bạn. Chúng ta phải thắng được cả chiến dịch nó mới là thành công. Rồi, đây. Nói chung là giờ chúng ta chỉ cần phải lo đối phó với lại quân của Ireland thôi. Thằng Na Uy cũng không phải là đối thủ của mình. Chủ yếu là giờ thống nhất hết cái đám này. Tại qua mình bất ngờ mình đánh ập vô, mình đánh ngay chỗ này là mình thắng. Tại nhiệm vụ mình nó chỉ nằm ở chỗ này thôi, nó chả nằm đâu cả. Rồi thôi, mình cũng chưa thèm đánh nó các bạn, mấy thằng này không đáng để đánh. Rồi chỗ này nó hay đổ bộ, nó đánh thì mình đánh chỗ này. Đây mình gọi thêm ba con này ra, thế là sống gì nữa. Rồi đây, đang vây cái cảng chỗ này rồi, chỗ này là coi như không đi đâu được. Đây, đang vây hết rồi, lên đây vây thêm cảng nữa là coi như thắng. Chỗ này đang hồi tàu rồi xong. Cho cái đám tàu đây lên nhập vô một cái nữa rồi là thôi, hạm đội này vòng lên đây là vây là nó muốn đánh mình rất khó. Chắc nó còn cảng ở đâu đó nữa nhưng mà cũng không còn làm gì được, không quan trọng nữa rồi. Cái cảng này thì không quan trọng lắm tại vì cảng nhỏ. Mốt cho hạm đội này vòng qua cũng được, nhưng mà từ từ. Đây. Hạm đội, cái đội lực lượng này có pháo nên nó đi hơi chậm. Này đất mới chiếm nên nó chưa có phục. Tướng này đang lên đây để giữ rồi. Nói chung là giờ nguyên cái đảo Anh này gần như là của mình rồi đấy. Rồi ok, lại được thêm một ông tướng nữa. Cái gì đây? À biết ngay là cái chỗ này nó có loạn mà. Nó không có quý tộc tới giữ là nó ổn định ngay. Rồi thì từ từ mấy ông ơi, gớm khổ mấy ông. Tôi muốn quản lý mà cũng không yên nữa. Rồi từ từ, chỗ này là yên rồi đúng không? Rồi ngon. Chỗ này cũng yên. Đây xây cái nhà thờ lên cái. Chỗ này thôi cũng chả cần tàu chiến làm gì. Hành quân xa nó bất lợi lắm các bạn. Mình cần mấy cái chỗ tàu chiến gần dùng chiến sự rồi thôi. Rồi đây. Chỗ này cũng ổn. Rồi nâng cái tàu thủy chính lên là xong. Chỗ này thì chưa ok lắm, nhưng mà để nhập vô cái đã. Rồi xong với lực lượng tàu chiến vậy nó chả làm được cái gì mình. Ông này có bộ lên quản lý thành sao đâu. Rồi ok, cùng đem quân ra đánh nào. Trời ơi, có một cái thằng này không à. Rồi đây, thử đánh rồi được không à, tưởng thua nữa chứ, thua là nhục lắm luôn á. Rồi đây, ông này lỡ ở xa quá thì thôi. Coi ở đây có chỗ nào để phong không. Rồi không có, bắt buộc phải đi xa. Đây, để coi chỗ nào chưa có đất phong. Rồi ok, chỗ này chưa có. Chưa có, phải phong ở tận trên này. Ráng lên đây mà nhận chức nha. Đây. Rồi xong, gớm khổ. Đây, gọi thêm hai ông này ra nữa giữ thành là khỏi chê luôn. Cái này thì bài đặt vây mà tẩn vào trận liền. Tàu trong cảng đâu dám ra đánh đâu các bạn không. Đây, giết thêm trận nữa. Tầm thường, tàu mình là tàu pháo mà nó muốn đánh đâu phải dễ các bạn. Đây, mình khóa chết nó luôn mà. Hạm đội này của mình thì xịn rồi, chả sợ hạm đội nó. Thiệt hại hơi nặng tí thôi, nhưng mà về cơ bản thì mình còn chịu nổi là chịu được. Mà mình còn chịu được thì hầu như là không có gì đáng lo. Đây, hạm đội này của mình giờ đỉnh lắm.
có điều là thiệt hại cũng không ít, nhưng mà không sao cả, mình thì tiền nhiều, mình chỉ sợ là không có chỗ để mà mua tàu thôi, chứ còn ví dụ như mình đã mua được rồi, không có gì phải lo hết. Mình đánh cho nó không đủ sức để mà nó đem quân qua đây nó đánh mình luôn mà. Đó là phải hạn chế lãnh thiệt hại cho lãnh thổ của ta thôi, chứ còn là tiền chi ra người ta không tiếc các bạn. Rồi đây, cái này nâng luôn. Rồi ok, mấy chỗ này coi như ổn, từ từ sắp mua được tàu rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi đây, chỗ này nâng lên để kết nối lãnh thổ lại cho nó nhiều. Chào quân Na Uy, nó dí tới tận đây à, ghê dữ vậy sao. Rồi thôi, cái này sửa từ từ cũng được, tại dấu sao thì mình cũng không có nhu cầu. Cái lò rèn đó đời 2 chúng ta sửa từ từ cũng được. Quân Na Uy nó dám đem quân tới nó đánh mình là nó cũng một loại là ứ ừ rồi đấy. Mình thích những đối thủ như vậy, chứ mấy cái thằng đối thủ mà nó cứ trốn, nó chui rút miết rồi mình mệt lắm. Chỗ này cải đạo xong chưa? À, thôi được rồi, xây cái này lên thêm chập nữa là đổi luôn, tại nó còn chưa ổn định thì không đổi cải đạo được. À, quân Scotland à, đánh luôn, trận này sợ gì, quân mình mạnh mà. Trời, quýnh tới vậy mà không được nâng cấp là hơi buồn ấy. Rồi đây, lấy mấy con ngựa rồi ra chơi. Quýnh xong rồi nhập vô luôn. Đây. Rồi xong nhập vô, lấy ngựa đi nào. Chứ là phải có trong đoàn này là có ngụy quân. Mà không sao, giờ thành người một nước với nhau hết rồi, có ngụy quân gì cũng được. Pháo còn một khẩu cũng ok. Đây, nhập vô. À, thiếu thiếu ngô hả? Tại quân nó đa dạng quá. Để coi nào, không nhập lại được thì hơi buồn đấy. Quân đa dạng quá. Chỗ này có anh hồi được không? À được hả? Rồi vậy khoan, cho anh thằng này nó đi ghìa đi. Đây. Xong. Từ tính. Đây ta lấy lính này là được rồi. Đây thêm một con ngựa nữa để còn dùng. Chỗ này thì không cần phải mua tạo đâu, chúng ta không cần phải vay thằng Na Uy, là nó nghèo sẵn rồi, ta có vay thì nó cũng chả giàu lên nổi. Thằng này thì ok, xây nhà lính xong rồi tính. Đây, chỗ này giờ đỉnh rồi, mua thêm 3 chiếc tàu là tập trung cho chỗ này. Cái cảng kia từ từ vay sau cũng được. À, chỗ này thì chưa được, tại vì nó chưa đủ. Một lượt sau mình mua 3 chiếc rồi lên đây vay luôn. Tàu nó giờ chắc toàn mấy con cóc chứ mấy con hóc, không chứ có gì đâu sợ. Sức mạnh của đồng tiền đấy các bạn, hầu như là nó không làm khó được mình. Sức mạnh của kinh tế đó các bạn thấy không, mình chỉ cần ủng hộ thương hội nhiệt tình thôi, tất cả ban hội của mình đều là thương hội hết, thì nó kiếm tiền cho mình là khỏi chê luôn. Tất nhiên là cái mảng quân sự mình hơi yếu, nói chung là quân đội của mình bây giờ, nói chung là các bạn nên so sánh thì nó khá giống quân đội nhà Tống á. Trời, lại một tướng nữa à. Yes, noble sir. Rồi thôi lên đây nhận chức giùm cái. Sao nó spawn tướng ra đây không vậy ta? Mấy ông tướng này mình thấy là cũng không ổn lắm đâu nha. Ở đây có tướng chưa? Có rồi hả? Rồi thôi, cho đi trấn nhậm tiếp vậy. Rồi đây, chưa có thì lên đây trấn nhậm luôn. Continuing tomorrow, sir. Đây, làm luôn trận đi. Mình chi tiền mình nuôi hải quân là hơi bị nhiều ấy. Nhưng mà với mình vậy cũng không sao. Ủa, đi đường này à, hơi kệ nó cũng được. Kệ cho đi đường đó thì đỡ giao tranh các bạn. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đây. Trời ơi, còn hồi không đủ nữa, khổ không. Đây. Hải quân của ông cũng không phải là mạnh lắm đâu, chẳng qua giỏi chạy thôi. Rồi xong. Nói chung là ta vẫn tiếp tục dùng kỹ thuật bao vây các bạn. Hải quân của ta có thể bố trí đồng đều mà cũng không sao. Đây. Rồi xong, nếu đã vậy, hạm đội này dòng bên đây. Hạm đội này mới là đảm nhiệm vụ vây ở đây các bạn. Cho nó đổi chỗ đi, chứ để nó đi hành quân lâu lắm. Rồi đây, ở đây xây nhà thờ.
Nhưng mà dần dần chúng ta sẽ đổi về văn hóa Anh hết là xong phim thôi. Chả có gì để lo. Mấy ông này chịu khó đi nhận chức ở xa chứ giờ ở gần hết đất để phong rồi. Quý tộc giờ bắt đầu nó lại đẻ ra nữa đó. Nó không bao giờ mà nó cân bằng như mình dùng đâu nha. Lúc nào là cũng phải dư hoặc thiếu thôi. Yes, noble sire. Rồi đây, chơi chơi. Rồi xong. Glory, honor. Rồi chưa về tới, thôi vô đây ngồi vô chắc ăn. Đây thì gọi ra thêm ba thằng này đi. Tiền đang nhiều để làm gì? Gọi lính tinh nhuệ ra mà xài. Nó có gì đi đàn áp nổi loạn nó cũng dễ. Hồi nãy là thằng nổi loạn đó nó hơi bị mạnh đó, chứ cũng không phải là yếu để cho mình bắt nạt đâu nha các bạn. Mà khoan, chỗ này bắt đầu mua tàu được rồi. Rồi, ok. Đây, vô. Rồi, từ nâng này lên đi, chúng ta cũng chuyển đổi dần thôi, thành ra cũng không cần phải vội. Để coi nào. Cái nâng cái gì giờ? Nâng cái này đi. Dù sao cũng gì rồi cũng sẽ chuyển đổi à, cũng chả giữ đâu. Rồi đây. Quay hãm luôn. Rồi ok. Rồi nó có pháo đánh liền cũng được mà tại mình không thèm không muốn đánh liền thôi. Ở đây thì từ mình sửa cái lò rèn xong hẳn nâng. Thằng Naui nó cũng đang bị đánh re te tua rồi, nó cũng chả làm được gì. Đây. Thằng này thì sắp mua được tàu thôi. Hạm đội này mà nó đóng ở đây thì thôi rồi luôn. Rồi, ok, khoan đã, cái lâu đài à không, Anh thì nó không cần cái thị trấn lâu đài các bạn. Rồi, ok. À, giờ muốn nuôi hải quân nữa thì cũng được. Kêu thêm 3 chiếc lên đây vây cái cảng này tiện thể quan sát nó luôn. Vây lại mình các bạn. Thật ra cái cảng đó chả ngon lắm, chả tiếc. Đây, bỏ khóa lại luôn, nó quy chết chắc. Nó khóa cái cảng nào của mình á. Không thấy nha. Cảng nào á. À? Trời ơi, cái cảng này. Cái cảng đó là thôi cho ông khóa luôn đó ông ơi. Rồi đây, hạm đội này vây cảng này. Hạm đội này tiến lên. Yes sir. Full sail. Này cướp biển này. Thấy mình không lo tắm mà đặt. Tưởng chú lợi hại lắm mà. Đây vây cái cảng này nữa là cho chú chết luôn. Nhưng mà không có cái cảng nào mà mình tha được các bạn. Rồi đây quán nhậu đời cuối đây. Bà con vô nhậu nhiệt tình lên. Ở đây đi, đây xây cái lò rèn lên đời cuối đi. Nếu là dân số thì đừng có tăng nữa là tốt, mà nó tăng hoài mới khổ mình chứ đùa đâu. Đây, về đây. Rồi xong. Chỗ này là coi như yên tâm, hồi lại một thằng lính này nữa là ngon. Nhiều chỗ là tại nó cái đất nó tốt á, nó nông nghiệp nó nhiều, thành ra nó phát triển mạnh á. Thành ra là dân số nó tăng hoài thôi. Mình muốn nó ngừng tăng mà cũng không được nữa. Rồi đây thôi, ông này dẫn cái đám này ra xử cái thằng nổi loạn này nhanh. Ông kia đánh nhiều rồi, ông đã cho ông đánh hoài thì cũng kỳ. Victory. Ê, trời ơi. Nothing can stop us, sire. Rồi đây hạ thế xuống phát nữa là vừa. Rồi ok, ông này tiếp tục đi nhận đất. With honor, sire. Chắc cho chẳng ông nào muốn ra đảo đâu, nhưng mà cũng rốt cuộc cũng phải có ông ra đảo à. Rồi đây. Fleet ready, sire. Đánh, không nói gì. Thấy giặc là phải đánh. Victory is our ships ready. Yes, my lord. Engaging the enemy fleet. Rồi đây. Lên khóa cái cảng này của nó. Thiệt, cứ bị dướng dướng nó chơi, nó dướng nó gài mình chỗ này là tàu mình không để ý bấm cái là bị có chuyện liền. Nó đậu ở đây nó cản tàu mình, không để ý cái là bị dính ngay. Rồi xong, sao hết. Rồi thôi, lỡ rồi thôi. Từ rồi lên, cấp gáp gì đâu. Rồi ok, lên giáp luôn. Đây, mua cái nhà lính cái cho lên luật pháp. Rồi,
Ok. Rồi, đây, nâng cái nhà thờ lên cho nó ngoan. Đất này vẫn là đất gốc của Scotland thì chúng ta phải cẩn thận. Chỗ này thì ok, coi như xong rồi. Tiền mình có thể giảm một tí mà thôi cũng chả sao. Đánh. Có nhiều đó quân mà ông thắng rồi thì khóa ra ông hắt. Đây, lâu đài thì cũng từ từ, chúng ta vây hãm cái đã. Chúng ta có một khẩu pháo nhưng mà cũng không thể nào chủ quan được. Tại một khẩu pháo thì không đủ để công thành đó mà. Rồi đây. Đây nhập vô, rồi vậy là có hai chỗ. Hai chỗ thì chắc là đưa thêm kỵ binh lên được, hoặc là đưa bộ binh đi công thành rồi dùng bộ binh. Đây, dùng hai cái thanh niên này lên bổ sung đủ quân rồi mới dám đi được. Đây thì chúng ta cứ mua bộ binh cái đã. Chỗ này thì tạm ok. Đây sửa luôn cái này. Rồi từ từ mình hồi. Giờ hồi nó không có giáp nữa lại tào lao. Đây mua một thằng lính bỏ đây thì xong. Fleet ready, sire. Ships ready. Đánh không biết bao nhiêu trận luôn rồi đó. Thằng này nó được cái nguồn lực ở đây nó còn nhiều là thành ra nó mới được như vậy. Nhưng mà sớm muộn gì nó cũng tiêu với mình thôi, nó không chịu nổi đâu. Nền kinh tế của mình mạnh hơn nền kinh tế của nó rất nhiều. Mặc dù là mình đang chi hơi nhiều tiền để nuôi hải quân nhưng mà so ra cũng chả đáng nhiều. Để coi nè, cái tiền mà nuôi hải quân nó đâu rồi ta. Đây nó không có phân biệt rõ giữa quân đội nó chung không mà nó không có ghi cái hải quân hả? Không có cái navy à. Hơi dở như qua à, chắc từ Empire ở đây nó mới có cái một nuôi hải quân riêng các bạn. Đây là nó ghi chung là nuôi quân đội thôi. Rồi thôi kệ cũng được. Rồi đây, ta mua ở nhà lính đời cuối luôn. Trời ơi. Sao nó đất nước đang phát triển mà nổi loạn nó nổi lên nhiều dữ người ta. Mình có làm gì sai đâu trời. Rồi thì thôi. Trời, nổi loạn này lợi hại đấy. Nhiều đây lính thì cũng không đủ dùng đâu, nhưng mà thôi kệ. Ra mà đánh. Rồi xong. Chỗ nào có nổi loạn thì về sau chỗ đó sẽ được bổ sung thêm quân. Hôm nay tạo này đóng ở đây đi. Biết sao giờ. Tại lính này giờ đến giờ này nó cũng đuối rồi. Mình đang thay màu dần thôi mà, tại không muốn đuổi các bạn. Mình thì không có thích đuổi lính. Bất quá bất đắc dĩ mới phải đuổi thôi. Rồi đây. Chỗ này nâng cái tháp pháo lên cho bà con sợ cái coi. Rồi quay về đây. Thế là xong. Đẩy thuế lên tí. Ông này hình như có cái hỗ trợ tăng dân hay sao á, nó dân nó tăng nhanh quá. Ai hành của mình rồi, lên đây mới đúng. Đây, ông này lên đây. Tàu nó dính chấu hết rồi. À, nó còn cái cảng đây nữa nè, thảo nào. Rồi, ok. Để nó vậy mình cũng yên tâm. Bao dây phong tỏa đường biển, kiểu này là nó chỉ có chuyện chết thôi. Đây. Lên đi. Rồi, ok. Đây, có đất phong hết rồi nha. Thiệt mấy ông này nhiều lúc thấy nhiều ông làm giảm trị an kinh quá các bạn. Chả biết làm cái gì mà trị an nó tuột ầm luôn. Rồi đây, chỗ này thì thôi được rồi, xe quán rượu lên cho nó nhậu đi. Mặt nó vàng rồi. Để coi nào, chỗ này thôi xây cái chợ lên trước rồi đã tính. Mình chả biết cái gì. Rồi đây, ok. Ta lấy thêm bộ binh ra nào. Tàu này cũng bài đặt. Đánh cho một trận luôn. Rút. Cho nó biến về Naui hết các bạn. Hai hàng tướng đang ở đây. Đây lâu đài phải quay lâu một tí các bạn. Không có tướng chỉ huy, không có đi đánh nhanh được. Đánh nhanh là giống như đập đầu vô tường rồi đấy.
rồi chỗ này không xây được cái gì, nhưng mà giờ mà đổi về là đổi lại là chúng ta chết ngay đấy. Chỗ này thì đổi được nè, đây chỗ này đổi được rồi. Chỗ này đổi được, nhưng mà chỗ này thì không, chưa được đổi. Chỗ này phải đợi 5 lượt nữa mới đổi được các bạn. Cái lâu đài để cho nó giữ trị an cái đã. Mấy cái đảo này thành của mình hết con. Lúc đó là chắc là mình cho dời đô lên khu vực, mình cho dời đô lên khu vực Lancaster này chắc được, chứ được thành này ngon nè. Nó nằm ở trung tâm map luôn. Ở đây thủ đô nằm ngay đây cũng được. Nó mới là trung tâm map, nhưng mà tại vì cái đất này là đất của thằng Ireland, mình chưa có chiếm được, thành ra phải chịu thôi, biết sao giờ. Ây da trời ơi. Rồi, ok. Mình vẫn là kinh tế mình vẫn đang lên ầm ầm các bạn á, mặc dù là mình chi phải nó không biết bao nhiêu mà nói luôn. Nhưng mà có điều là chi nhiều thì thu, nói chung thu nhiều chi nhiều thôi, có vô có ra chứ tiền nhiều để đó làm gì, đúng không các bạn? Đấy, xây cái chợ lên tiếp, nói chung cứ đầu tư cho dân mình được lợi. Tiếc chi chút tiền các bạn. Chung là chơi phải chịu chi tí. Đó, cho dân giàu nước mạnh. Dân phải giàu nước mới mạnh. Quốc phú thì binh mới cường được các bạn. Chứ giờ nước nghèo quá thì cũng không biết sống, dân cũng chả biết sống sao. Rồi đây, à, cái này thôi khoan, nâng giáp lên trước, tại súng chỗ sau cũng thời đại này nó cũng chưa nhiều. Thành ra là cũng không cần phải nâng súng là mấy cái hóa học đó là làm gì. Trong cái gốc á thì tại vì nó có lấn qua tận thế kỷ 17 luôn, cho nên đó là lúc đó là chúng ta lên súng cũng được. Nhưng mà bản này thì nó ở thế kỷ thứ 15 là hết hơi rồi, cho nên đó là chúng ta không cần ưu tiên quá nhiều cho súng. Tại đơn giản thế kỷ 15 thì súng chưa được trả được nhiêu cả. Lại thêm một ông tướng nữa à. Rồi cũng được, đánh cho một trận. Chìm hết tàu luôn. Đây. Rồi xong. Rồi đánh cho một trận nữa nào. À, đang chở tướng của nó nữa. Thằng này là tướng bộ binh mà bạn lên tàu à, hay dở rồi chắc tính đi hành quân. Đi hành quân chỗ nào giờ có lo đép nhà chứ đi bài đặt đi hành quân. Hành quân đánh ai? Rồi đây. Ok, chúng ta bày cái thế trận thổ, cái thế trận của chúng ta là ổn rồi đấy. Đây, đánh thằng kia này trước cái đã. Rồi xong, chìm tàu luôn. Rồi đây, thanh niên này đang ở đây rồi, mình vòng qua đây. Thanh niên này vòng đây là xong. Đất mới hả? Khóa luôn không cho về. Đấy, cứ thế thôi, sức mạnh của chúng ta. Ok. Ok. Giờ tướng của mình, ồ 30 trên 30 luôn hả? Ngon vậy. Rồi đây, thì ông này lên đây. Spawn ra không đúng chỗ không à. Tướng cái bảng này nó cứ spawn, tự ý nó spawn ra. Thành ra đôi khi rất là mệt cho mình. Cái này thôi khỏi đi. Nâng cái này lên cho nó có chỗ ăn nhậu, nó không có quậy mình đây này. Rồi chỗ này làm đường đi, kết nối lãnh thổ lại. Chỗ này thì ok, kết nối cái bến cảng. Chỗ này dân ta vẫn tăng chưa được, chưa kịp thì thôi. Ok. Chưa có điệp viên à. À, điệp viên già quá chết rồi, thôi ok cũng được, không sao. Vô đây. Vô đây, vô đây. Rồi đây, chỗ này xong rồi thì chưa được đâu. Chỗ này 50 chưa được, thêm lượt nữa mới đợi mới đổi được. Nếu chỗ này đổi xong mới tới chỗ kia. Rồi đây. Mà chỗ này chắc đánh được rồi. Nhiều sao nhưng mà yếu xìu thì cũng vậy thôi chú hai ơi. Sao của chú rồi sao sẹt. Thật ra là tại vì nó ít lính quá nó mới đánh không được mình đó các bạn.
mình đồ thành cái là chỗ này nó liền, nó nguy hiểm lắm, cho nên là không có để vậy được đâu. Rồi đây mình tạm cho tàu đậu đây cái đã. Cái gì vậy, sao mà nó ra tướng nhiều vậy? Rồi thôi, nãy có thằng thành hình như chưa có tướng thì phải. Rồi luôn chỉ cán bộ về thôi chứ biết sao giờ. Chỗ đó trời. Cái gì vậy mấy ông, sao mà spawn ra nhiều thế? Đất này lại chưa có tướng, cái thằng tướng kia nó lại ở xa. Rồi thì thôi, về đây phong đất cho, khổ quá rồi. Hail my king. Rồi đây, chỗ này bị cái gì này? Khả năng quản lý bèo thế. Rồi thôi hạ về mức nơ nô mồ luôn cũng được, ông quậy quá ông ơi. Rồi đây, ta gọi quân ở đây ra, chủ yếu là lên trên kia cho nó giữ thành cho mình. Đây là để cái đạo quân này nó còn đi đánh trận. Nhập vô. Chúng ta chuyển quân đó, hai thằng này nó đứng nó đóng quân, nó nhìn nhau để mất thời cơ, nó đánh mà nó không có quyết liệt gì hết trơn, quyết liệt thì mới được việc chứ chú em. Rồi để xem nào. Rồi rồi lại một cái thương hội nữa, ngon lành. Ví dụ là có gì như vài nơi là có hội kiếm thay vì hội hội buôn thôi, nhưng mà đa phần vẫn sẽ là hội buôn, còn hội kiếm thì vài chỗ mình luyện công thôi. Mình khóa nó tới mức mà bây giờ nó không còn được thể tấn công được mình luôn. Nó mới đầu còn chở đổ bộ qua đánh dữ dội lắm, nhưng mà bây giờ hết hơi rồi. Trở lại nữa này, trở lại này. Khóa chết nó cho anh. Tàu Na Uy này, tàu Na Uy này, khóa nó. Anh đội này muốn tiêu rồi. Đây được rồi, để đem tàu chỗ khác lên. Đây, tặng cho bổ sung cho nó 3 chiếc tàu. Đây, vô đây. Không đất cái chú ở đây. Coi cái gì đây? À, thiệt nó chạy lung tung quá riết rồi, mình quán gà luôn. Ông này thì đang về về đây. Rồi nói chung là bắt đi nhận chức ở xa, không cho ở cái nơi mà mình spawn ra các bạn. Vậy đi cho nó đỡ cái cục bộ địa phương. Cái cục bộ địa phương đôi khi nó cũng rất là phiền các bạn. Rồi đây, ok, xây nhà chưa xong hả? Chưa xong thôi, từ từ không gấp. Đây nâng cho ông tướng này lên luôn. Đây không có là thôi. Bài đặt. Thấy tàu anh có súng không? Tàu mình có súng mà nó không để các bạn. Rồi đây nâng này lên cái, ổn định tình hình. Rồi thế là xong. Rồi đây. Lên đây. As you wish. We can go no further today. Lên đây. We'll make camp here, sire. Your will, sire. Lên đây. As you wish. March to exhaustion, sire. Continue by your command. Lên đây. Rồi sao? We'll make camp thế lực chỗ này chuyển đổi công trình. Rồi nói chung là gì cũng tới lúc phải chuyển đổi công năng đó các bạn, chuyển đổi hết sức bình thường. Scotland thì không xây dựng cái nhà của Scotland được rồi. À, chủ yếu lấy quân ở đây đánh rồi các bạn.
giữ lại đem mới đánh lính lâu đài đi thôi. Quân ở đây, quân ở đây. Mà nó chơi với đem quân ở đây đi đánh mới đúng. Rồi xong. Đi luôn đi, khổ quá rồi. Mất thời giờ. Chơi luôn các bạn. Rồi xong. Cho quân đây lên giữ thành gì đâu. Không, không được à. Rồi đây, bất quá thì đưa nguyên cái đám này lên gì đâu. Bỏ thằng này lại cho nó luyện. Rồi xong, 10 lính lên giữ. Còn đây nó quậy thì thôi, gì đâu bình thường. Lâu đài này mình đang dùng tận dụng làm chỗ tuyển quân. Nó hơi ngon một tí. Đây quýnh xong trận này cái là thằng này trời ơi quân này cũng mà cũng làm sao mà đánh người ta. Nó xây còn đây không có tiền mà xây lâu đài nữa. Một cái lâu đài nuôi không nổi, xây đóng lâu đài cho chết luôn. Rồi đây thì xây cái hội kiếm ở đây chứ có gì đâu. Rồi chết dân chứ có chết lính à, chứ chết lính là đâu sợ. Tại có lính là cho lâu đài đâu, mà vấn đề là phải hai lần nó mới đẩy mình ra khỏi thành được. Rồi đây cái gì đây, ủa bấm mà không ăn à, buồn vậy. Rồi ok, giờ coi xây cái gì tiếp nào. Rồi đấy cứ đi vòng vòng kiểm tra, có nổi loạn thì dẹp, không có thôi, đất nước nó thanh bình. Chà lại có vừa mới nhắc có nổi loạn là có liền rồi nha. Ai vậy à, không được. Cái gì vậy, nó ngu thế nhỉ. Rồi thôi thằng này hủy luôn đi. Rồi đây. Mặc dù chú làm rất tốt nhưng mà thôi được rồi. Thiệt nó ngu quá. Đây đánh một cái hoành lại gì đâu. Ok cũng để phải dùng để gọi hạm đội khác ra đánh. Ai nó bị mắc một số cái lỗi nhất định các bạn. Đó là đôi khi chúng ta cũng trách nó được. Rồi đây xong. Mấy chỗ này ra cũng không cần phải để tâm nhiều nữa. Nhưng mà thôi kệ nó, để tâm nó một chút. Rồi ok. Đây xây cái thương cảng lên. Chỗ này rất cần cái thương cảng. Rồi đây, gọi 3 chiếc tàu nữa, bổ sung đây 6 chiếc và xong. Bài đặt chạy lên đây à. Chạy lên đây này. Xong, khóa hết lại. Đấy, xong. Có điều mốt đánh vô cái chỗ kia là hơi nặng đó nha, chứ không phải đùa đâu. Đây, trời, bấm hụt nữa thì buồn không. Rồi, vô. Rồi, cho cái đám này, ông hàng này ở lại nó lính thành thị. Mấy thằng này đi mới đúng. Rồi, đây, đi. Rồi, xong. Vô. Có thanh niên này vô chưa tới thôi. Rồi cũng được mớ lính đây rồi, giữ trị an xong nữa thôi. Rồi đây, cái đám này vô đây cũng được, đỡ mất công của lính vô đây nâng cấp cái đã. Nâng cấp là còn xài. Rồi đây, mấy ông này ở đây giữ đất cũng được rồi. Mấy ông này qua đi quá cảng đã về đây, rồi còn mua quân đi tiếp. Đây, xài ơi. Rồi thôi, thương tình mua tí lính cho xài. Đây chưa có điệp viên nữa này. Thiệt. Tại lâu đài nhiều quá là nó mới thiếu điệp viên. Nó bản thân nó không tự mua điệp viên được, chỉ có một số nước như có lên á nó mới tự mua điệp viên được từ lâu đài thôi. Rồi đây.
đánh mãi không được tôi không được tướng các bạn, mà toàn nó phong tướng, nó phong lâu không buồn gì đâu luôn á. Chỗ cần phong thì không phong, cái người đáng phong thì không phong, phong cho cái đứa ở đâu mình không biết tới đâu. À rồi đây hay quá, chỗ này mua tàu được. Đây gọi ba chiếc tàu ra đắp vô đây là xong. Blocking access to their port, my lord. Nó nhìn cái đường đi buôn của mình nó kết nối lại thích gì đâu luôn á. Mình khóa cảng của nó khiến cho nó không làm ăn nổi. Cái cảng nhỏ nhỏ của mình cũng có người vô. Tàu buôn đi khắp chốn luôn các bạn. Cũng có kết nối đường đi buôn xa luôn rồi nè. Mình nhờ nâng cấp cảng lên á. Quan đòn nữa. Rồi xong. Rồi đây, dòng lên đây. Nhào vô. Rồi xong. Cái hạm đội này gần như là không phá được các bạn. Nó không đủ sức phá cái hạm đội đó của mình. Đánh cho một trận tiếp sợ gì đâu. Nó vẫn cố gắng nó đóng tàu các bạn. Trình nó giờ đóng tàu để mà đấu với ai. Yeah. Cũng có cố gắng đây nhưng mà không đủ. Rồi đây. Như là cái phần này nó chưa có làm cái thủy chiến cho nên là cũng hơi dở chỗ đó. Mình không được trực tiếp cầm quân mà hải quân thời này cũng chả có gì đáng nói các bạn. Hải quân châu thời điểm này nó đuối lắm. Rồi đây. Orders. Về tới London chưa? Rồi tốt, về tới đó tiếp tục trị dân đi. Rồi, ok. Chỗ này ổn mà không nói. Rồi, mấy cái vùng này là cũng... Ai da trời ơi. Lại có nổi loạn nữa rồi. Thiệt khổ quá đi mà. Ai da. Rồi thôi đi đàn áp nổi loạn. Đây. Trời ơi, nó khô, nó để quân ở chỗ xa quá, mình không đàn áp tới. Rồi đây thì mua thêm tí quân để đảm bảo cái nhà an toàn. Chỗ này đóng quân nhiều, nhiều tí cũng chả mất gì. Rồi đây, gia cố chỗ này. Sợ cái số tiền mình nuôi tàu mắc hơn cái số tiền mà nó thu được từ cái thành đó. Nhưng mà thôi kệ, nó cứ việc làm vậy đi. Rồi đây, ok, ta xây nhà lính này. Chỗ này mất điệp viên à. Rồi thì bỏ thêm đây vô thôi, gì đâu. Nó xuống nữa thì mình tìm cách mình trấn vậy chứ biết sao giờ. Chỗ này lên giờ phải đợi xíu nữa mới lên dân được. Đây quán nhậu đây bà con nhậu đi. Nhà thờ làm chưa được việc thì tính được đường khác nữa. Rồi đi vô cái là xong. Đây xong rồi, khoan cho cái quán nhậu đi. Ruộng đồng rồi từ từ rồi tính. Rồi đây. Ta nâng cấp tiếp nào. Đây, nâng tới cái nhà này tại mốt còn giữ lại được, mấy cái kia không có giữ được. Đây xây nhà thợ đi lên cho nó ổn rồi, chỗ này văn hóa về kiên ảnh hưởng nặng quá vậy. Fleet ready, sir. Này thì. Yes, sir. I'm going aboard and engage the enemy. Này thì. Xong về cảng nghỉ. Ở đây từ từ rồi tính. Rồi đây. Chỗ này hãm tiếp đi. Tại vì mình cũng không yên tâm đánh ngay trận này. Rồi vô luôn. Rồi thành này vậy yên tâm rồi. Rồi nâng lên xíu rồi từ từ đã. Chỗ này thì nâng lên tiếp được rồi. Đây ok, hãm cái dân số nó lại. Đừng để dân nó tăng nhiều quá không quản nổi. Đây, hôm nay là chúng ta được 31 tỉnh rồi, sắp được 32. Chắc phải thêm tập nữa mới kết thúc dịch này được các bạn. Tại nó bắt chiếm nhiều đất quá. Mà càng chiếm nhiều cái thời gian chúng ta đi mỗi lượt càng lâu. Chà, tài chính chúng ta đang xuống các bạn. Mà thôi kệ, nó cũng không sao.
tiêu nhiều một tí thôi mà có gì đâu, chẳng qua do mình tiêu nhiều quá nó mới vậy thôi. Có gì đáng để nói đâu. Rồi sao ông này cũng chỉ được cái tăng dân, chả làm được cái gì ra hồn. Thành ra có thể do chỗ đó nó như vậy sẵn rồi, cho nên là mình không thấy được cái năng lực của ông này. Thôi kệ, nó không quan trọng. Tại chỗ đó tốt sẵn rồi, ổng có tới thì nó tốt thêm thôi. Còn ổng tốt thêm thôi, gì đâu, mất mát gì đâu các bạn. Nói chung là có tướng thì đừng để nó hai ông tướng ở chung nhà là được rồi. Rồi đây, nổi loạn đúng không? Yes sir. Ông tướng này cũng loạn quá rồi. Nổi loạn này cũng cùi bắp. Nó khôn, nó nổi loạn ở cái vùng này nè, địa thế nó sẽ đàn áp khó. Nothing can stop us, sire. An order. Rồi xong. Chỗ này vậy cũng tốt rồi. Khỏi lo. We go no further today. Năng lực chỉ huy lên được tí. À, cũng mừng đi. Rồi xong, xong, xong. Ships ready. Vô. Rồi, tắt năng. Hai đứa nó lò đi tranh nhau cái đảo nhỏ xíu. Rồi đây. Viking thì gần tới ngày tàn rồi. Làm gì được nhau nữa giờ. Đây hồi cái tàu đồ lại một cái. Chỗ này chưa? Đây ông này tới đây giữ đất luôn. Đấy thành nào cũng có tướng rồi. Rồi ok chấp nhận luôn. Được sao, nó tự động nó lên lại thôi. Hãm tốc độ lên dân của nó. Rồi để xem nào. Ở đây từ từ dẫn quân đi sao. Ở đây thì chúng ta cũng từ từ. Mình không cần phải cái đám, không cần mộ cái đám quân này làm gì. Rồi đây cái đám này. Công thành này mà nữa thua nữa là thôi. Đồ thành luôn. Rồi thằng này nó hết đường chạy rồi các bạn. Trời, để mà thắng nhỏ không được thắng lớn à. Nhục ghê. Chơi luôn trận nữa. Rồi hạm đội đi luôn. Là đó, hạm đội này chạy giỏi dữ. Rồi thôi, không sao. Chỗ này chưa đóng được tàu này. Hôm nay thì phải về đường hơi là xa, đường khá là xa thôi, được rồi cho xuống tận đây luôn cũng được. Nó xong nhiệm vụ của nó rồi, chỗ này phải cho nghỉ một tí. Đây, từ từ, không sao, không vội. Xây cái nhà máy bắn đá này ta không cần. Đây thì lên trước có gì hồi mua lính, đây tự mua điệp viên trước cũng được. Đám quân này là họ cũng được, cũng đều đi nữa à. Rồi xong. Tự giác đi, đừng để người ta phát giác. Rồi, ok. Trời, hải quân chỗ đó mình bố trí hơi yếu rồi các bạn. Nó đang cố gắng nó phá vây đi. Được lắm. Lui về đây. Đây, 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 từ huy động hải quân nó đánh tiếp chứ có gì đâu căng. Kết nối được với một cái cảng nào đó của nó. À, trời ơi, kết nối với cái chỗ này cũng làm ăn được nhiêu đâu. Nó tưởng thế nào. Rồi, ok, chuyện nhỏ. Vô. Chả biết cái gì mà thôi kệ, cứ nâng cấp đi cái đã. Chắc lên sao hay được cái gì đó đó mà. Rồi đây, nâng chỗ này bắt đầu mua pháo được rồi. Rồi đây. Rồi đây, xong. Bắt đầu chúng ta xây những cái xưởng đúc pháo khắp nơi. Chỗ này bị cái gì đây? À, mất tướng, bắt đầu nó quậy. Rồi đây thì tăng quân lên để coi nó còn quậy được nữa không. Quậy nữa thì cho đi đoạn. Mà lúc đầu chưa, tướng mà nó chết già các bạn. Có thằng nào đó nó đang ở đâu đó rồi. Đây bắt đầu nâng cấp cái tàu lên. Bắt đầu đe dọa mình nào, nhưng mà đâu có đem quân qua được.
Mày cho chết luôn. Yes, my lord. Xuống dưới mình. Đánh cho đi hết. Quay đầu bỏ chạy hả? Chạy đi đâu? Rồi xong. Our people rule these waters, sire. Thế là xong. Đánh liên tiếp cho mấy trận mà sợ ngay á mà. Yes, my lord. Engaging the enemy. Rồi đây, đây. Victory is ours, sire. Cảng bên này chắc không cần. Đây, cái này đi. Ships ready. Đây, nâng cái tường lên. Đây. Thiệt khổ. Trời ơi, nó dám xì bon thằng nổi loạn ở đây luôn mới hài chứ. Đây, thế là xong. Đây, nâng lên tiếp cái quán nhậu, cái chợ từ từ cho bà con nhậu trước đó đã. Vậy mới chịu yên. Đánh cho trận. Rồi thôi cho này lên đây đậu. Rồi thanh niên này về đây cũng được. Gốm cổ. Rồi đây. Cho cái đám này nó ra nó đánh. Anh hên được tướng. Rồi thôi chắc không được rồi. Victory in your name, my lord. By your command. Đây, từ từ. Còn lượt nữa mà, lo gì. Chỗ đó là chắc chuyển đổi được rồi. Nhưng mà từ từ. Đây, xây cái cảng ở đây cái đã. Mấy chỗ này bèo quá. Đây thì ok, chỗ này tạm ổn. Điệp viên thì từ từ mua cũng được, không sao. Lâu đài mình nhiều quá rồi, nó giờ quân nó cũng quá trời quá đất luôn. Rồi, bữa nay tới đây là tạm ổn rồi các bạn. Nói chung là mình sẽ có hơi đi xa nữa. Nhưng mà thôi, đánh video quá dài các bạn xem nó ngán thì chúng ta sẽ ngưng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.